Quay lại cái một cái bản tin của Hoa Kỳ, đó là cái chuyện mà FBI tuyên bố đã tìm thấy thêm những cái tài liệu mật trong tư dinh của ông Tổng thống Biden. Vào cái ngày thứ sáu của tuần trước, thì qua một cái cuộc lục soát mà FBI nói rằng là dài tới 12 tiếng, 12, 13 tiếng đồng hồ, thì FBI tuyên bố rằng là họ tìm thêm được 6 tài liệu mật ở trong nhà riêng của Tổng thống Biden ở thành phố Wilmington, tiểu bang Delaware. Thì 6 cái tài liệu mật đó có những cái nó được đánh dấu ngày tháng là cái từ thời mà ông Biden còn là thượng nghị sĩ trong Thượng viện của Hoa Kỳ, tức là từ năm 1973 tới năm 2009. Và một số khác thì đánh dấu vào cái thời gian ông làm phó tổng thống trong cái chính quyền của tổng thống Obama, tức là năm 2009 cho tới năm 2017. Tuy nhiên cái điều mà người ta để ý nhất là cái chuyện bố ráp của FBI này nó chỉ xảy ra sau khi những cái giới chức của Hạ viện, giới chức Cộng hòa trong Hạ viện đã liên tục gọi là phê phán cơ quan FBI là một, bộ tư pháp là hai, đã có những cái tiêu chuẩn kép, đã có những cái sự phân biệt đối xử giữa ông Trump và ông Biden trong cùng một cái vấn đề. Thì quả thật kể từ khi mà những cái tài liệu mật của Tổng thống Biden bị coi như là biết được được tuyên bố ngoài công chúng đó, thì từ đó trở đi mình thấy những cái ông dân biểu trong Hạ viện của Cộng hòa đó luôn luôn đặt ra một cái nghi vấn là những cái tài liệu mật này nó được khám phá ra theo cái thể thức như thế nào, FBI biết khi nào và tại sao không bố ráp nó. Nhà ông Trump ở Alamago thì gần như là lục soát thì được, mà nhà của ông Biden thì lại không. Tại sao những cái tài liệu mật lấy được từ của nhà ông Trump thì được chụp hình công bố hình ảnh, mà tài liệu mật của cái ông Biden thì lại không? Những cái câu hỏi vì sao nó liên tục nó được đặt ra, và sau những cái nghi vấn nó có vẻ rất là ồn ào và liên tục như vậy, thì bây giờ người ta mới thấy cuộc lục soát của FBI nó làm cho cuộc lục soát này nó trở nên hình như là nó rất là muộn màng, nó gượng ép, và nó có vẻ như là nó rất là mang cái tính chất là dàn xếp, cố làm cho cái sự việc nó giống nhau, nó trở nên công bình giữa 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 hai người. Thế nhưng mà dẫu sao đi nữa thì cái kết quả của nó vẫn quan trọng là cái chỗ là đã kiếm thêm được 6 tài liệu mật nữa trong nhà của ông Biden. Thì đây là lần thứ tư mà người ta khám phá ra những cái tài liệu mật của ông Biden cất giữ. Thì những cái kết quả như vậy, trong cái lần mà tài liệu mật được khám phá nhiều lần như vậy, nhiều nơi như vậy, thì nó đưa đến một cái kết quả như thế nào? Thì hiển nhiên là những cái biện minh của Tổng thống Biden nói rằng là ông không biết là trong nhà ông có những cái tài liệu như vậy, chắc nó có vẻ như cái sự vô tình, vô tâm không biết, nhưng mà chuyện đó chắc chắn là không có thể thuyết phục được ai cả. Vô tình thì nó cũng chỉ một một vài cái tài liệu thôi, thế nhưng bây giờ nhiều quá rồi, nó phải xấp xỉ như vậy là đếm đi đếm lại cũng cả 20 tài liệu mà ở nhiều nơi khác nhau, lại có cái cũ rất là cũ, có cái là rất là mới đó, thì chứng tỏ rằng là ông Biden có thói quen giữ tài liệu mật của chính phủ từ lâu, chứ không phải là sự vô tình gì cả. Và cái thứ hai nữa, trong cái chuyện đó người ta hoàn toàn thấy cái chuyện mà bảo mật một cách hợp lý đối với những cái tài liệu mật đó, cất giữ nó một cách gọi là an toàn, nó hoàn toàn không có. Chính vì cái lẽ đó mà bây giờ mình mới thấy là Hạ viện do Cộng hòa kiểm soát đang ào ào đó, yêu cầu là giám đốc cơ quan tình báo của quốc gia, tức là bà April Haines, nên điều tra và đưa ra một cái bản đánh giá rằng là cái rủi ro của an ninh quốc gia qua những cái tài liệu mật như thế nó ở mức độ nào, đáng ngại hay không. Và rồi thì họ cũng yêu cầu rằng cho dù cái vấn đề này đã có một cái công tố viên đặc biệt gọi là quản lý và điều tra đó, nhưng mà họ cũng muốn rằng là có một cái ủy ban riêng ở trong Hạ viện điều tra cho nó rốt ráo, cho nó tới nơi tới chốn. Thì thực sự ra
những cái chuyện mà đánh giá như vậy, điều tra như vậy, nó có hay không, nó đưa tới một cái kết quả bất kỳ là như thế nào như chăng nữa đó. Thế nhưng mà những cái chi tiết cho tới giờ này đối với ông Biden thì hoàn toàn là bất lợi cho ông. Và cái bản tin sau đây là mình nói tới tình cảnh của người dân Trung Quốc. Thì người dân Trung Quốc đang bị cấm là không được khóc nghèo kể khổ trong cái dịp Tết này. Vâng, qua chung quanh cái việc mà dịch Covid-19, mình thấy là chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cố tình giấu giếm những cái số tử vong là một, những cái số liệu liên quan tới Covid là hai, một cái cách rất là kỹ lưỡng, và họ chỉ có chịu đưa ra những cái con số mà phải nói là làm cho cả thế giới này phải bật cười. Thí dụ như họ nói rằng cả một cái tháng 12 sau khi mà dẹp những cái phong tỏa thì cái dịch Covid đã làm tử vong người dân Trung Quốc chỉ có 22 trường hợp, thế thôi. Mà trong khi đó toàn thể thế giới đều nhìn thấy những cái hình ảnh là Covid nó hoành hành như thế nào. Xác chết thì chất đầy những hành lang của bệnh viện, rồi chất đầy những cái phòng khách của những cái cơ sở an táng, hoặc là nằm ở trong những chiếc xe dài hàng mấy cây số để chờ vào tới lượt mà hỏa táng những cái thi thể mà chết vì Covid-19 như vậy. Đến cái nỗi mà người dân của Trung Quốc thì phải thiêu xác người thân của mình ở sau vườn, hoặc là ngay ở đường cái ở trước cửa nhà, bởi vì chờ tới lượt thì không biết bao giờ mới tới. Thế mà Cộng sản Trung Quốc lại đưa ra những cái con số nó đáng bật cười như vậy. Thì mình thấy là cả một cái thế giới này đều thôi thúc là họ nên minh bạch hơn, và ngay cả người Trung Quốc cũng đã chế giễu những con số như vậy. Thì đùng một cái mình thấy họ cái trở mặt, họ tuyên bố rằng là ừ thì kể từ khi mà bỏ những cái rào cản chống dịch thì giờ có 60.000 người Trung Quốc đã tử vong vì Covid-19 rồi. Từ con số 22, 23 rất là nhỏ bé cho tới phóng một cái vọt lên một cái 60.000 như vậy là một cái sự thay đổi, là một cái sự thú nhận gian dối cũng đáng kể lắm đấy. Thế nhưng mà người ta vẫn chưa tin, đó là cái chuyện sự thật. Và như đã nói, khi mà họ Trung Quốc mà đưa ra một con số thì người ta sẽ phải nhân lên nhiều lần thì người ta mới tin được. Thì đã có một cơ quan có tên là Affinity, đây là một cơ quan mà người ta chuyên môn là một cái cơ quan nghiên cứu về quốc tế đó, họ chuyên môn nghiên cứu phân tích những cái tài liệu, những cái con số mà có liên quan tới đời sống con người trên thế giới này, chẳng hạn như dịch này, như vaccine này, như là ma túy này, hay là như là về buôn bán con người ta đó, vân vân, hay là cả cả các chuyện tự tử hay là vì lý do gì. Thì họ đưa ra một con số này, con số nói là theo cái gọi là những cái tiến trình nghiên cứu có biện pháp khoa học thì Trung Quốc phải cho tới giờ này phải ít nhất là 600.000 người đã tử vong vì Covid-19. Tức là 10, gấp 10 lần cái con số mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra. Và họ tính rằng đã có ngày Trung Quốc đã có 36.000 người chết trong một ngày. Nó ghê gớm như vậy. Mà ngay cả người dân Trung Quốc ở trên mạng xã hội người ta cũng đưa ra những cái hình ảnh, rồi gọi những cái nhà xác, hay là những cái gọi là những cái hoạt động từ trung bình một cái nhà hỏa thiêu đốt được bao nhiêu xác trong một ngày, vân vân. Người ta tính ra rằng cái con số 60.000 của Trung Quốc đưa ra là quá thấp, thấp lè tè luôn. Thế là Trung Quốc người ta phẫn nộ, Đảng Cộng sản của Trung Quốc đã trắng trợn và lộ liễu đưa ra một cái tuyên bố rằng kể từ nay về sau mà những người nào mà đưa ra những cái phản bác và những cái đối với những cái tin tức, những cái đối với con số của họ đưa ra là họ sẽ thẳng tay đàn áp. Có nghĩa là họ muốn rằng là khi con số, khi tài liệu mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra thì tất cả đều phải tin đó là một cái sự thật, không được hoài nghi. Nhưng mà dĩ nhiên là một cái tuyên bố như vậy thì nó cũng chỉ có giá trị cho người dân Trung Quốc mà thôi, chứ là đối với thế giới thì họ chẳng có để ý tới một cái quyết định vớ vẩn như thế. Thế nhưng mà vừa rồi Đảng Cộng sản Trung Quốc lại đưa thêm một cái quyết định khác nữa, nó lại rất là buồn cười. Bởi vì chúng ta nhớ rằng trong cái Tết này thì người dân Trung Quốc gọi là tha hồ muốn đi đây đi đâu thì đi, một cái làn sóng khổng lồ người từ các thành phố lớn đi về vùng quê ăn Tết.
thì thế giới người ta lo ngại và người ta nghi ngờ rằng là Trung Quốc nó đang cho là giống như là muốn thả dàn cho COVID-19 nó lan tràn khắp đất nước để đưa tới với tình trạng là miễn nhiễm cộng đồng. Và rõ ràng là COVID-19 sẽ đưa về những cái vùng nông thôn. Mà ở đó thì mình biết rồi, những cái hệ thống y tế nó rất là yếu kém và con số chết chóc nó sẽ lên rất là kinh khủng. Cho nên Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa ra một cái quy định là trong họ đưa ra một cái là chính sách kiểm soát mạng xã hội suốt 1 tháng và cấm tất cả những cái người dân Trung Quốc không được trong cái dịp trong 1 tháng đó không được kẻ khổ kẻ nghèo than khóc vì cái những cái thảm cảnh xảy ra trong gia đình, không được đưa ra những cái xuyên tạc về sự chết chóc do dịch bệnh gây ra, không xuyên tạc về những cái kế hoạch mà chống dịch của chính quyền địa phương, rồi không được đưa hình ảnh kể lể những cái câu chuyện tai nghe mắt thấy mà nó đưa ra những cái hình ảnh rất là tối tăm cho xã hội và làm cho xã hội và dư luận lo lắng. Có nghĩa là Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dự trù là trong cái Tết năm nay có một cái đợt bùng nổ chết chóc rất là lớn, nhưng mà người Trung Quốc phải chịu, không được kể lể những cái chuyện đó ra, không được gọi là kẻ nghèo than nghèo kẻ khổ, phải chịu, phải nói những cái lời tốt đẹp, còn những cái lời mà coi như là thực sự nhưng mà nó đưa ra ra cái chuyện mà mất mặt u ám cho Đảng Cộng sản Trung Quốc là phải giữ lại, không được nói. Mà cái điều này làm cho chúng ta phải sực nhớ lại những ngày trước chúng ta nói chuyện với nhau, thì cái ông có tên là Tưởng Vân Chung là cái ông bí thư của Đại học Thanh Hoa, đại học lớn nhất và danh tiếng nhất của Trung Quốc, nó đưa ra một cái nhận định nó lạnh tóc gáy là ông nói rằng nếu mà COVID-19 mà nó làm chết thêm 5 triệu người Trung Quốc thì vẫn chưa phải là cái chuyện gì lớn lao cả, cái giá đó là cũng cái giá đó cũng chấp nhận được. Thì rõ ràng là phối hợp với cái lời của ông Tưởng Vân Trung với lại những cái quyết định của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong cái dịp Tết này thì hình như mình thấy rằng là họ đang dự trù một cái đợt sóng người chết vì COVID-19 rất là kinh khủng. Và một lần nữa chúng tôi xin tạm dừng để sửa soạn cho phần chót của chương trình.